quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân về dự lễ khánh thành nhà văn hóa xóm Bản Trang. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi thay mặt cho đội văn nghệ xin gửi tới quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ khánh thành nhà văn hóa xóm Bản Trang ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, để không khí buổi lễ thêm tư mừng phấn khởi, sau đây kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Mở đầu chương trình là dân vũ tình ca Tây Bắc sáng tác Bùi Đức Hạnh do chi hội phụ nữ biểu diễn. Múa Nhà Em Ở Lưu Đồi sáng tác Đức Trình do đội thiếu niên biểu diễn. Hát Then Tổ Quốc Non Xa sáng tác Hoa Hương do Hoàng Thực cùng đội văn nghệ biểu diễn. Múa Người Nghèo Ơn Đảng sáng tác Nguyễn Thanh Trúc do đội văn nghệ biểu diễn. Múa Em Yêu Đất Nước Việt Nam do đội thiếu niên biểu diễn. Sau ca Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ sáng tác Nguyễn Thân Tý do Hoàng Thực Minh Nhật biểu diễn. Múa Bài Ca Dân Bác sáng tác Trọng Loan do chi hội phụ nữ cao tuổi biểu diễn. Nhảy Dân Vũ Dòng Máu Lạc Hồng sáng tác Lê Quang do đội thiếu niên biểu diễn. Tốc ca Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng do đội văn nghệ biểu diễn. Múa Lập Xuân sáng tác Nông Viết Toại do chi hội người cao tuổi biểu diễn. Hát Múa Bài Ca Xây Dựng Nông Thôn Mới sáng tác Họp Quê do tốc ca tốc môn nữ biểu diễn. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu.
Thank you.
Thank you.